Đôi khi trong giao tiếp, bạn cảm thấy thiếu tự tin. Sau khi ăn uống, hơi thở không thơm mát có thể khiến bạn e ngại. Bạn cũng đã từng bối rối những lúc hẹn hò. Hãy sử dụng xịt thơm miệng thảo dược Relax để hơi thở thơm mát tức thì. Relax với các thảo dược quen thuộc bạc hà, trà xanh, cúc hoa, cam thảo nhanh chóng khử mùi, giúp thơm miệng. Relax hơi thở thơm mát tức thì, thoải mái, tự tin giao tiếp.